Rồi, hello, chào anh em ha. Anh em về được khách hàng lên giao lưu với anh em ha. Anh em về được cái lô dây này, dây cắt ra từ rulo này. Cái lô này em lấy về hè dây rất là vip ha. Dây cực kỳ đẹp. Với hai cái thùng đinh ép mới căng sao vàng với một con rời nữa nè. Một bộ cưa kiếm pin nè. Mấy con máy này ha. Máy hút thổi bụi, cưa gỗ, phăng bê tông. À, có con máy mài của gạt mini của Đức Vinh 230V luôn nha nè. Con hút thổi bụi nè, độc ton nè. Với lại một ít hàng, ở đây có con cắt ton. Con độc ton này em mới về, mới 95%. Đây là mở hàng em lên lại ha. Đây nè, em về được một con cưa trượt Hitachi C10, một con cắt sắt đá 4 tấc nha nè, cắt sắt Hitachi ha. Clip trước em bán thì em chỉ còn có một con khoan bàn đó thôi, còn tất cả là em bán hết rồi, chỉ còn con khoan bàn thôi. Đây có một con cắt bê tông nữa nè, rồi vô đi, vô vô vô. Anh em đợi tí em chỉnh cái điện thoại cái nha. Này, lúc trước em bán cũng hết rồi, thôi em nay em về lại và mã số 1 lại ha. Mã số 1. Hai mã đầu tiên. Đây là mấy sợi dây cắt ra từ rulo Hayata nha nè. Mà có hai sợi này là cực kỳ đẹp. Hai sợi này là như mới luôn nè, chữ nghĩa trên dây nó còn luôn ha. Tất cả dây mà em bán em đều bao không tặc lỗi ha, không đứt gãy, không chấp giá, không vấn băng keo, không dán keo dán sắt gì hết ha. Sợi đầu tiên ha, là dây này là dây mấy cái dây mà cắt ra từ rulo á, là nó là dây 2 chấm hết nha anh em, 2.0 ha, 3 lỗi nha, 3 nhân 2.0. Mà sợi này á là mấy ảnh bên Nhật anh gắn phích trời nè, phích Nhật nha anh em. Phích trời, phích hai chân ha. Anh em nào xài hai chân thì chơi sợi này, bỏ sợi dây mát ra màu xanh á, bỏ nó ra. Xài hai hai lỗi thôi. Dây này là 14 mét ha, 3 nhân 2.0. Thì bao đẹp nha anh em. Không tật lỗi không nha, cực kỳ đẹp, hai sợi này rất đẹp. Này mã số 1. Cái này mã số 1 ha, 14 mét. Cái này để anh em 420.000. Cái nguồn em nhận chuyển khoản và em bao ship nha nè. 14 mét, 3 nhân 2.0. Vì vỏ cao su ha. Như Nhật bãi là vỏ cao su hết nha nè. Rất là mềm và nó không bị cứng theo thời gian ha. Mã số 1 ha, 420.000. 14 mét. 14 mét. Đây, mã số 2. Này cũng đẹp như vậy nãy ha. Tích liền 3 chân ha. Này em có thể rút cái chân mát đó xuống. Đấy, rút chân mát xuống nè. Mình xài hai chân. Có kẹp mát luôn ha. 16 mét nha anh em. 16 mét. Rồi, sợi này để anh em mã số 2. Mã số 2. Sợi này để anh em 460.000 đi. Số 2 ha, 460.000, 16 m, 2.0 ha. Thì cực kỳ đẹp. 460.000. Tiếp theo là sợi này ha, 24 m nha anh em. Phích 3 chân ha, phích 3 chân, có thể rút cái chân mát xuống nè.
À, rút chân mát xuống, còn kẹp mát luôn. Chị em bao đẹp ha, không tật lỗi. Cái lô này em về rất là đẹp anh em, dây tuyển không, dây lựa từng sợi ha. Rồi cái này mã số 3, 24m 3 x 2.0 ha, nó nặng mà cố luôn. Mã số 3 cái này để anh em 720 ngàn. Rất đẹp nha nè, bao không tật lỗi này. Mã số 4 này là nguyên cùng đu lô luôn nha anh em, 29 mét ha, dây game cũng bao không tật lỗi ha, vít 3 chân nè, rút chân mát xuống rồi nè, dây bao không tật lỗi ha, chữ nghĩa trên dây còn luôn nè anh em ha. Này rồi cái này mã số 4, cuộn này em vẫn bán giá cũ thôi, tăng giá mấy clip trước em có lên cũng có lọt lô dây về 850, 850 ha. À, cuộn này nặng 5 ký mấy á. Mã số 4 ha, 850. Bao không tật lỗi nha anh. Ui giời nó nặng. Đây. Cuộn này là cuộn cuối cùng dây rulo cắt ra ha. Cái sợi này nó lại màu đen nha nè, cái sợi này nó khá hiếm ha. Vít 3 chân chân mát có thể gặp xuống nè. À, to kẹp mát luôn ha, chữ nghĩa trên dây còn hết trơn nha, nó hơi dơ tí thôi, cái dây này còn rất là đẹp ha, bóng lưỡng luôn, cái màu đen ha. Cùng này 900 ngàn nha anh em. Mã số 5, 900 ngàn, bao ship ha, em nhận chuyển khoản và em bao ship. Dây cũng dây 2.0 nha anh em. Rồi, mã số 5, 900 ngàn. Rồi tiếp theo còn này về được có mấy sợi dây nguồn thôi, ủa anh em hỏi quá trời mà có đâu mà bán. Đây ba sợi, một sợi là 6m7 14A của Hitachi ha, 6m7 14A của Hitachi, sợi này là của Ryobi 7m8 12A đó. Này Makita ha, 7m2 12A. Một sợi 6m7, một sợi 7m8, một sợi 7m2. Đây, ba sợi này đến em 500 ngàn. 1, 2, 3, 4, 5. Mã số 6, 500 ngàn. Mã số 6, 500 ngàn. Mã số 7. Mã số 7 gồm một sợi Makita 8m 15A ha. Dây này 15A nha. Dây này mềm nè. Cực kỳ mềm ha. Này cũng Makita ha, 7m1 15A. 8m với 7m1, hai sợi 15A hết ha. Rồi hai sợi này đến em 400 400 ngàn thôi. 400 ngàn thôi. Mã số 7. Mã số 7 400 ngàn.
clip trước em bán hết, em còn con khoan bàn thôi nha anh em, khoan bàn Ryobi 6 tấc ha. Anh em nào quan tâm thì xem lại clip trước giùm em ha. Mã số 7 400.000. Rồi hết dây. Rồi, qua tới đồ hơi nha anh em. Đồ hơi, đồ hơi. Này hàng em mới về không anh em? Qua đồ hơi này trước Tết em bán hết rồi, cái đồ này em mới về mà hàng này em lấy ở ở Sài Gòn anh em, giá hơi căng tí nha. Do bãi chỗ em bãi dưới miền Tây này nó chưa có làm, chưa có xả hàng. Rồi chỉ có ở Sài Gòn em xả hàng rồi thôi. Đây là con đinh ép ha, đinh ép Makita AF502 ha. Con này bắn đinh từ 11 phân rưỡi đến 5 phân ha. Áp trên 4 kg ha. Đầy đủ chức năng hết nha nè. Đầy đủ chức năng hết ha. Nó có chế độ an toàn, nhấn xuống nó mới ra đinh nha nè. Đó, có khóa chết chế độ an toàn lại được, khóa cò được ha. Đó, báo hết đinh ha. Chỉnh nông sâu đinh. Chỉnh nông sâu đinh là cái vòng tròn này ha. Này là khóa nè. Này khóa cò, con này khóa chế độ an toàn. Đây em test cho anh em coi. Đây chế độ an toàn là bấm không ra đinh ha. Em nhấn vô nó mới ra đinh nha nè. Nhấn vô nó mới ra đinh. Qua trời cái miếng này quá trời đinh. Hoạt động hoàn hảo này ha. Bây giờ anh em khóa chế độ an toàn lại nè, em đè cái mũi này vô, đẩy cái này lên. Đó, đẩy nó đứng lên là nó bắn ra đinh trực tiếp nha anh em. Đó. Bắn ra đinh trực tiếp ha. Đây nó còn một cái đầu đầu nhựa nữa nè. Cái đầu nhựa này để ra chụp vô đây nè. À, để anh em mà đè vô gỗ mà sơn rồi á nó không có bị chày. Đó. Con này ngoại hình tương đối ha, khá đẹp. Còn tay lục giác đây nè. Đấy. Chỉ hơi chạy trên đây chút xíu thôi. Rồi. Con này mã số số 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mã số 8. Con này để anh em 750. Mã số 8 ha, 750. Máy khá đẹp nha nè. Đầy đủ chức năng ha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là em này. Đó, nhìn thấy không? Hai hộp đinh luôn ha. Hai hộp đinh. Con này là con mắt TA211 ha. Có bình nhớt luôn nè, bình nhớt mắt luôn nha. Đây bình nhớt mắt luôn ha. Có điều nhớt của nó chảy đâu mày hết rồi. Con này cũng đầy đủ chức năng ha. Đó, đuôi lắc léo luôn nha anh em, mắt là đuôi lắc léo hết ha. Nó có đầu bịch luôn nè. Khóa cò nằm đây anh em, bật ra là khóa cò ha. Chỉnh nông sâu đinh là cái vòng tròn này ha. Vòng tròn này chỉnh nông sâu đinh. Có chế độ an toàn ha. Thằng này chỉ khác mà ta cái là nó không có cái nút để gài chết chế độ an toàn lại thôi. Mắt là made in Japan anh em ha. Bắn đinh từ 2 phân đến 5 phân ha, áp cũng trên 4 kg, made in Japan nha anh em. Đó. TA211 ha. Đây chế độ an toàn nè, bắn là không ra đinh ha, anh em nhấn vô nó mới ra đinh. Không thấy đinh rồi. Đó. Hoạt động hoàn hảo này ha. Mắt là siêu bền nha anh em. Nói về mắt là siêu bền ha. Em khoái bán cái dòng mắt xanh này nhất, nó rất là bền. Phun thùng luôn ha. Máy khá đẹp nha nè. Máy khá đẹp ha. Có hai hộp đinh theo máy luôn, hai cây lục giác luôn. Đó, hai cây lục giác, một bình nhớt ha. Phun thùng. Rồi, thùng này để anh em mã số 9.
này để anh em 950 ha. Đây, con này là như mới luôn ha. Mã số 10, ba hợp đinh luôn. À, có lục giác, con cây lục giác đây. À, em thấy nó mới không? Nó là như mới luôn. Như mới luôn, không một vết xước luôn. Makita ha. AF502 giống con hồi nãy em không giới thiệu lại nha anh em. Có điện con này nó màu sơn khác thôi. Này giống cái con Mata lúc nãy ha. Nó cũng đầy đủ chức năng và cũng có khóa chế độ an toàn. Để em test cho anh em coi. Đây, chế độ an toàn bấm con Garden ha. Nhấn vô nó mới Garden. Garden. Cái đinh này nó hơi sét anh. Em lấy cái đinh khác, cái đinh này nó hơi sét anh nè, nó hơi dướng. Này do nước vô cái đinh nó sét, đây đinh này không sét. Ok liền anh em ha. Rồi, nhấn chết cái độ an toàn lại nè. Đó. Đó, nó ra đinh trực tiếp anh em ha. Hoạt động thì hoàn hảo, con này như mới vậy. Con này về em không có làm gì trơn, không có vệ sinh, không có gì trơn. Về là nó đẹp gì luôn. Ba hộp đinh luôn ha. Con này thì em lấy Sài Gòn giá căng lắm anh em. Mấy con này mà full thùng như vậy Sài Gòn giá nó căng. À con này nó hoàn hảo hết, chỉ mất một cái bên gài này thôi. Đó, nó còn có một bên gài nhưng mà không không có hở được nha anh em. Đây, không hở được ha, cái đầu gài chi kiểu này nó không có hở được. Cái thùng Makita nó có hai loại, cái thùng này là bao cứng nha anh em, thùng màu xanh xanh này nó còn mớp ha, thùng này bao anh em ngồi lên luôn, bao anh em ngồi lên luôn, 50-60 kg ngồi lên ok luôn ha. Rồi mã số 10, mã số 10 con này 1,1 triệu rồi nha anh em, 1,1 triệu rồi ha. Ba hộp đinh gần như mới luôn ha. Mã số 10, 1,1 triệu. Rồi hết đồ hơi, hết đồ hơi. Mã số 11 này, bộ này rất là dễ thương ha. Đây là bộ cưa kiếm Miwiki. Miwiki là của Mỹ anh em ha. 12V. Sạc của nó là AutoVolt ha. Đây, sạc của nó từ 100V đến 240V ha. 100V đến 240V. Miwiki là của Mỹ ha. Đó, pin zin, sạc zin, sạc AutoVolt. Pin zin luôn ha. Đây nó có cái chế độ khóa nè, đó khóa cò nè. Khóa cò là anh em chỉ nhấn được có, nó chạy vô được có một nấc à. Đây nó được có bốn nấc đây nè, khóa lại là anh em chỉ chạy được cái chế độ chậm nhất thôi. Mở ra là anh em nhấn bên đây ha, mở ra nè, có điều tốc luôn ha. À, điều tốc nhanh chậm luôn ha.
Con này là gài lưỡi nhanh lên nha anh em. Anh em muốn mở ra chỉ cần nắm cái đầu này nè, xoay nó qua là lấy cái lưỡi ra thôi. Lúc bỏ vô cũng vậy, anh em xoay nó qua, nhét cái lưỡi vô xong buông ra là nó siết lại ha. Đấy, lấy pin ra là anh em nhấn hai bên này nha, hai bên này kéo pin ra đó, pin zin luôn ha, sạc là bỏ vô đây. Đấy. Đây, Milwaukee của Mỹ ha, cưa kiếm, bộ này đến em triệu 2, mã 11, 1 triệu 2 một bộ này. Bộ này bán lời đúng 100.000, triệu 2. Ai nhắn tin đây? Rồi, bữa nay em có cái đơn mắc cười, cái đơn về Đà Nẵng không nhận bưu tá ở Đà Nẵng á, khó chịu gì đâu, bó tay luôn đó. Vậy mới gặp bưu tá vậy, khách người ta đi làm 6 giờ nó mới về nhà hẹn giao, bưu tá là 6 giờ nó nghỉ rồi nó không có vào, nó nóng gì đâu. Trong khi đó là cái app của mình lên đơn á là nó có cái trạng thái là giao cả ngày á, chứ không phải giao giờ hành chính, giao cả ngày. Rồi tiếp theo bán gì đây? Em về được một bộ cắt ti gen, cắt cái ti này nè anh em, đấy cắt ti này ha, con này là của Hitachi ha, CL10D2, đây nó ghi thông số mẹ gì không hiểu, 12V nha anh em, 12V ha, DC 12V nè, 30 dòng CL10D2. Con này để coi cắt tối đa được mấy ly, cắt được 12 quá. Tối đa được 12 ly á anh em, cắt tối đa được 12 ly ha. Con này là anh em bấm vào đây là anh em bóp cò là nó không chạy nha anh em. Đó là khóa cò, nhấn trở lại à, nhấn trở lại cắt nó mới chạy ha. Con này là gần như mới nè, mới lắm. Các cái tì bỏ vô đây, cắt rất ngọt ngào anh em ha. Đó, cắt siêu ngọt. Pin này pin em đóng mới ha, sạc adapter 22 ha, cắt ti gen Hitachi, máy là nguyên zin 100%, chưa có like vậy, chỉ có pin này là em đóng mới thôi. Đó, pin đóng mới, sạc adapter 22 ha, tự động ngắt khi đầy Hitachi nha anh em. Nó có cái móc này nè, không biết để làm gì luôn nè, móc này không biết để làm gì, bật ra được. Đây nó có cái lục giác nằm đây nữa nè, chả biết để làm gì luôn. À lục giác này chắc để mở lưỡi, cái lục giác đó để mở lưỡi. Máy rất đẹp nha anh em. Rồi bộ này qua em thấy ở trên Facebook có cái anh kia bán thân máy này không, không có pin, thân máy không, không có vỏ pin luôn nha, 700.000. Bộ này em để anh em 1 triệu ha, mã 12, 12 1 triệu ha, cục pin với cục sạc không là hết 400.000 à, thân máy còn có 600 chứ nhiêu. Mã 12 1 triệu. Ai 13 này em về được thêm một con này nữa, này con này em đã bán rất nhiều rồi ha. Đây là con vít National, chạy hai dòng điện ha, nó có thể chạy 100V và 12V. Ở đây thì em không có, em chưa làm cái cục pin 12V anh em nào cần thì em sẽ làm cho anh em ha. Cục pin nó giống vậy nè, mà nó không có dây thôi, nó sẽ cao hơn, cao hơn cục này ha, không có dây.
À, mình đóng pin như đó mình xài 12V ha. Còn cái cục này để mình xài 100V. Đó. Con này nó xài hai dòng điện. Đây nè, 100V và 12V nè. EZ7300 ha. À, chạy hai dòng điện. National. Made in Japan nha anh em. Con này made in Japan ha. Made in Japan. 12V. Đây em test cho anh em coi ha. Cái cục này là cục nguồn, dây nguồn nó được 10 mét lận. Con này còn khá đẹp ha. Đó, dây nguồn nó nè, bóng lưỡng như mới luôn ha. Đây là chạy 100V ha. Nó chạy từ 100V đến 125V. Điều tắt nha này. Tháng từ luôn ha. Đảo chiều nè. Đầu cứng nhắc không rơi gì hết nha anh em, con này như mới là có móc treo luôn ha. Rồi con này em bán như vậy ha, còn nếu anh nào đóng pin thêm thì tính thêm nha. Đó, em bán bộ nó như vậy, còn có một cục nguồn này với thân máy. Bộ này để anh em 1,1 triệu mã 13 13 1,1 triệu ha. Còn anh em nào mà đóng pin thêm thì tính tiền thêm nha. Đóng pin với cục sạc nữa. Sạc adapter. Pin sạc chắc chừng 400 ngàn. Mã 13 1,1 triệu ha. Con này là giờ là rẻ rồi nha nè. À, trước nó 1,3 triệu, 1,4 triệu con. Cái cục và nguồn nó không là bán được 500 ngàn luôn. Giờ nó xuống giá rồi đó. Rồi, tiếp theo theo là một con bào gốc ha. Đây tặng anh em thêm một bộ lưỡi ha. Lưỡi này là lưỡi Makita chính hãng chưa qua sử dụng ha. Giá trị của nó là 149 ngàn. Đây là con bào gốc nha nè. Bào này là bào lưỡi 82 mà đế dài nhất ha, đế nó tới 37 lận, 37 là gần 40. Đặc biệt là nó bào gốc, nó bào sát gốc được luôn. Đây anh em thấy không? Cái lưỡi nó nè, lưỡi nó nằm sát cái cạnh này luôn. Đó cho nên em bào gốc vuông á, mấy cái ô cửa rồi á, ô cửa rồi mà ngay gốc vuông anh em muốn bào á, để con bào này vô bào luôn. Thường thường mấy cái gốc vuông con bào bình thường đâu bào được. À, gọi là bào gốc vuông ha. Sử dụng lưỡi 82, lưỡi thông dụng nhất trên thị trường ha, lưỡi 82 đây. Anh em thấy đế đẹp không? Lưỡi đẹp không mẻ luôn nha. Lưỡi đẹp không mẻ ha. Con này là con bào lưỡi 82 mà công suất lớn lớn nhất ha. Đây là con Makita ha, 1001 lưỡi 82 ha. À, điện 100V hàng nội địa Nhật ha, 750W, 12.000 vòng. Cái con này đặc biệt của nó là cái đế của nó chỉnh nghiêng được anh em. Anh em chỉnh cái đế nghiêng lên nghiêng xuống vậy được. Mà không biết làm gì, em không có trong nghề, không biết cái nó có chức năng để làm cái gì. Mấy con bào này á, bào gió nhôm này á, là anh em chạy á, là nó không rung á, không rung lắc gì chân. Anh em cho dù anh em có chỉnh cái lưỡi mà nó hơi hơi lệch chút xíu á, nó cũng không rung lắc ha. Dây nguồn của nó còn được 4-5 mét vậy. Cái dàn cơ nó rất là cứng này. Rồi, anh em có ở đây anh em cầm anh em chạy anh em sẽ cảm nhận được ha. Nó êm ru nó không có rung gì cho. Đây bào gốc ha, lưỡi 82 thông dụng ha. Bào được sát gốc, để nghiêng được 750W. Tặng kèm bộ lưỡi này luôn. À, tặng kèm bộ lưỡi luôn. À cái con này nó chỉ có một cái thôi. Là ở đây là nó có cái họng ở chỗ này nè. À, để nó lùa gió ra mà cái họng này nó bị mất rồi. Máy khá đẹp ha, bị mất cái họng rồi. Rồi con này anh em mà không lấy lưỡi sẽ trừ tiền ra nha, không lấy lưỡi sẽ trừ tiền ra. Thì thường thường á em thấy cái yêu cầu của anh em nó muốn có một bộ lưỡi xịn theo máy để mà cái cua cái lưỡi trong máy là còn rất ok ha. Mã 13 14 cái này mã 14 à, luôn lưỡi là 800 ngàn, luôn lưỡi là 800 ngàn.
anh em không lấy ma lưỡi thì còn 650 ha. Con này là tại hồi trước Tết mấy anh kiểm thanh lý em mua được rẻ, chứ con này bình thường nó mắc anh. Trước em có bán một thùng nguyên thùng luôn, máy gì nè, có phụ đầy đủ phụ kiện, 1,8 triệu. Giá này là giá hàng thanh lý cuối năm nó rẻ cho nên là em mua được rẻ, em bán rẻ ha. Mã 14 800.000. Rồi tiếp theo. Đây. Đây là một con cưa Hitachi ha, đế Atimon nha anh em, đế Atimon chống cong vênh ha, lưỡi 190 ha. Lưỡi zin theo máy là lưỡi Yamashin. Lưỡi này là lưỡi cao cấp ha, Yamashin 60 răng, dày 1,6 ha. Em nghe mấy anh mà xài máy này, mấy anh nói là con Yamashin, cái lưỡi Yamashin này là cắt đinh, cắt mà đinh mà nó nằm trong gỗ á, cắt ngọc sớt luôn nha anh em. Chỉ có lưỡi Yamashin này thôi nha anh em, hoặc là lưỡi Makita mà zin có chữ Makita luôn á, của mấy con cắt gỗ này nè, và cắt đinh được luôn. Đó, đinh nằm trong gỗ, cắt ngọc sớt luôn. Đây là con C7UA ha, Hitachi. Con này vỏ nhôm nhưng mà đời cao ha, vỏ nhôm đời cao của vỏ nhôm á, đế nó là đế Atimon có thắng từ ha. Mấy con vỏ nhôm này là bao bền nha, này bào vỏ nhôm cũng vậy mà cưa vỏ nhôm cũng vậy, dàn cơ rất là cứng ha. C7UA ha, điện 100V hàng nội địa Nhật ha, 1050W, 4.700 vòng, lưỡi là 190 ha, cắt sâu 66 mm, dây nguồn zin theo máy được 5 mét ha, cắt sâu 66 mm, gần được 7 phân ha. Có thắng từ ha. Ồ, cái ổ này hư, ổ điện của em hư rồi. Ổ điện của em hư rồi, rồi lẹt luôn rồi. Kệ ta, em nói hai cái đầu khác rồi, cái đầu đó cũng xài cũng lâu lắm rồi. Em vui bù nha anh em, có thắng từ luôn ha. Đây này mã số mấy là tờ 14 hả, 14 15, mã 15 này để anh em 700.000 ha, 700.000. Mười lăm bảy trăm ngàn. Đây, clip trước em có lên một con này rồi ha, em bán rồi. Này em còn một con nữa, con này thì dây nguồn zin theo máy được 5 mét luôn ha. Đây là con GBH 2/28 anh em, 2/28 ha. Dòng này là dòng mạnh nhất trong cái loại dạng này, nó là mạnh nhất 850W. Đặc biệt con này là made in Germany ha. Đây nó có chế độ chống rung nha anh em. Chống rung thì nó có hai cái bích tông nó chạy ngược nhau ha, để nó giảm cái lực rung ra tay nè, anh em cầm nó sẽ êm hơn. GBH 2/28 ha. Made in Germany, điện 100V này, hàng Đức xuất Nhật ha. Điện 100V nha, 850W, ba chức năng ha. Con này thì nó không được đẹp như con clip trước em lên. Đó, con clip trước em lên là cái chỗ này nè, không một vết xước luôn. Con này thì nó hơi chạy đây chút,
màn hình còn rất là đẹp ha. Chỉ có cái lưng này thôi, cái lưng này nó hơi xước tí, chứ còn con clip trước là cái lưng này không có xước luôn đó. Nhưng mà cái mình con này lại đẹp hơn con trước đấy. Con này ba chức năng ha. Con này anh em nào cần lên 22 thì báo em ha, em sẽ lên 22 theo yêu cầu. Con này em vẫn bán zin 100V ha. Cái con clip trước em cũng bán zin 100V, nó khách cũng xài điện 100V à. Có rất nhiều người ta xài điện 100V cho nên em để zin ha. Và anh nào có nhu cầu lên thì báo em. Đây là chế độ khoan nè, khoan không có búa ha. Điều tốc anh em. Đảo chiều nằm đây ha. Lúc anh em mà chuyển chế độ anh em cho nó chạy chậm 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 anh em chuyển nha. Nhưng anh em bóp cái anh em buông ra nó còn trớn anh em phải chuyển. Cái nút này sẽ bền hơn. Đó, anh em đừng có chuyển mà chuyển chết. Chuyển chết là để yên vậy chuyển á. Để yên như vậy chuyển là thì nó vẫn đi vậy nhưng mà nó sẽ cái nút này nó sẽ mau hư hơn ha. Dòng này là đục bao mạnh ha. Đây đục thơ anh em coi. Siêu mạnh luôn anh em ha. Dòng này là dòng mạnh nhất rồi. Cái dạng vậy nè. Nó chỉ thua cái thằng mà có cái bầu lớn thôi. Mà còn có bầu lớn thì nó nặng lắm. Máy khá đẹp anh em ha. Đó. Cỡ này mà hàng đi công trình mà cỡ này là đẹp lắm rồi. Đây. Xem bỗng còn y xì nguyên hết ha. Con trước là em bán 2.3 triệu lận ha. 2.3 triệu. Con này để anh em 2.1 triệu. Anh em mà lên 22 em sẽ tính tiền tiền đồ lên 22 thôi, không tính công. Lên 22 thì 300.000 nữa ha. Mã này mã 16. Mã 16. 2.1 triệu ha. Lên 22 thì thêm 300.000 nữa ha. Lên 22 là quấn lại nha. Quấn lại chứ không có gắn mạch cản gì đâu ha. GVH2-28 ha. Made in Germany, có chế độ chống rung ha, 3 chức năng, 850W, 2.1 triệu. Hai tiếp theo. Theo bán gì đây ta? Cái kéo máy này xích lên cái. Ai ai. Đây là con hút thổi bụi ha, Makita, dạng này dạng hàng công nghiệp, công suất lớn anh em ha. Con này thì em bán nhiều rồi. Đâu là lỗ này là lỗ thổi ha, lỗ này là lỗ hút, nó hút rất mạnh nha anh em. À, con nít mà gần gần anh em đừng có cho nó thọc tay vô đây nha. Cái lỗ này mà lúc nó chạy nó hút anh em để tay vô tay mình, tay người lớn nó hút cũng muốn lọt tay luôn á, hút rất mạnh ha. Tránh nhau con nít mà nó lại gần đây nha anh em. Thọc tay vô đây nó hút lọt cái tay vô luôn á. Đây ha, Makita 411, điện 100V ha. Hàng này made in Japan ha. Made in Japan nha anh em. Điện 100V ha. 1050W là nha anh em. 10.000 dòng. Made in Japan ha. 1050W. Hàng này hàng công nghiệp ha. Công tắc nhấn. Tắc năng tắc nhấn à ha. Nó có rờ le chống quá tải nữa. Con này cũng còn khá đẹp. À, dây nguồn của nó được 5-6 mét gì nha anh em. Rồi. Tắt máy ha. Nút nhấn nha. Nhấn màu xanh là nó chạy, nhấn màu đỏ là nó tắt ha. Cái cánh quạt hút này nè, nó là cánh hợp kim,
cho nên là nó có thể hút mấy cái mạt, cái dâm bào á, gỗ á, hút thoải mái ha. Thậm chí là anh em hút cát, hút mà cát xây dựng á, xây dựng mà anh em mà chét bê tường rồi đánh bê đánh xi măng rồi mà cái cát nó ra hút vẫn được ha. Cánh là cánh hợp kim, chạy cực kỳ êm ha, mà nó rất là mạnh nha. Em nhắc lại nha, đừng cho nít thọc tay vô đây nha, để đây cái là nó hút lọt vô luôn. Rồi. Con này thì nó không được xuất sắc giống như là cái con mà hồi trước đó em có bán hay không. Con này mã 17. 17. Con này em để anh em 1 triệu thôi. 1 triệu thôi ha. Con này như trước đó có bán một con rất là đẹp, 1,4 triệu, nhưng mà con này chạy êm, em gu bờ gu, mã 17 giá 1 triệu con này nặng 7-8 kg lận cần hơn, 10 kg lận này luôn, dây nguồn 10 kg. Ai tiếp theo để em coi cái đây, được vậy. Đây là con đột ton Makita ha, nó dạng đột nha anh em, đó là anh em có thể cắt từ trong cắt ra ngoài á, ví dụ như cái tấm ton anh em vậy ha, anh em khoét cái lỗ đó, thọt con máy này xuống đó là anh em có thể cắt vòng tròn được, nó cắt ở trong được, không cần phải cắt mà từ ngoài cắt vô ha, tức là anh em có thể cắt vòng tròn được á, cắt vòng tròn cắt hình vuông gì hình gì con không còn biết, nó nằm ở trong. Con này hôm qua em tra giá mới nó tới 8 triệu mấy, con này kinh khủng khiếp, nó mắc lạnh lùng, hàng bãi thì rẻ thôi. Cái mã nó đây ha, anh em có thể trả giá ha, 8 triệu mấy con này. Con này là con đột ton Makita ZN 3200 ha. Con này á, tại sao nó mắc? Con này nó đột tới 3 ly 2 lận. 3 ly 2 lận nha anh em. Đó, inox thì nó cắt được 2 ly rưỡi. Còn ton thì nó cắt được 3 ly 2 ha. Con này điện 100V ha, hàng nội địa Nhật, 660W, 1.300 vòng. Nó mới lạnh lùng xương khói luôn nha này. Nó mới ken sò beng. Mới cực kỳ ha, dây nguồn zin theo máy luôn ha. Đây hôm qua em có đọc sẵn à, đọc thử. Cái miếng này là gần 3 ly. Đây cái đường cắt nó nè anh em. Cắt kìa, cái đường cắt nó rất là lớn ha. Tại vì nó đột á, ở trên nó có cây đột xuống nó đột, đột đứt ton, cho nên là nó cái đường nó lớn như vậy, chứ không phải nó giống như cái đường cắt ton ha, nó là đột ton. Chạy thì em luôn mà luôn. Con này còn đột siêu bén luôn. Rồi con này mã 18. 18. Con này để anh em 1 triệu 2. Con này quá mới. Con này mà dạng cũ cũ thôi cũng 900 ngàn 1 triệu rồi. Con này nó có thể nó còn quá đẹp. Hàng này em lấy Sài Gòn mấy hàng đẹp nên giá nó căng lắm. Nhưng mà Sài Gòn thì nó có mấy hàng đẹp lắm. Này này con này 1,2 triệu nha anh em, mã 18 ha, 1,2 triệu. Đây hàng siêu vip, anh em thấy dây nguồn của nó nè, chữ nghĩa nó còn luôn hay không, con này mới phải 90% nha anh em, sao dơ vậy, rất là mới nha anh em, mới cực kỳ luôn. Này hàng châu Âu ha, chân tròn đây này, phải chữ nghĩa trên dây không à, chữ nghĩa còn rõ rành rành luôn, y như mới luôn.
Đây là con máy mài flat ha. Con này em có bán rồi nè, chứ em có về hai con bán thì cái anh kia anh lấy hết à. Lấy hết hai con luôn mà mấy anh hỏi quá trời mà không ai mua được, tại anh lấy hết hai con. Con máy mài này flat ha, made in Germany nha anh em, made in Germany, mã nó là LK604 ha. Anh em biết con này mới ở bên châu Âu nó bán bao nhiêu tiền không? 399 euro, 399 euro là gần chục triệu, ghê thật chứ. Made in Germany ha, đây made in Germany ha. Con này là điện dinh 230 V, là hàng này là hàng Đức xuất hàng ha, Đức xuất hàng, hàng Đức xuất hàng 230 V ha, 1200 W ha, 4000 vòng. Con này á, cái cốt này á, là cốt nó là 12,5 ly ha, đó, 12.5 á, anh em có thể xài đá tấc 2, tấc rưỡi, tấc 8 được luôn ha, nguyên zin 100% ha. Ốc của nó là ốc bông mai hết nha anh em, Đức mà là xài là ốc bông mai hết, chỉ có 4 con ốc này là lục giác thôi. Đó. Rất là đẹp anh em ha, rất là đẹp, gần như mới luôn, mới 90% luôn, than zin nó còn nguyên cặp, cấu gớp không mòn miếng nào, zin 230 V. Hàng này ít khi nào về lắm nha anh em, hiếm. Hồi trước Tết chắc khoảng tháng là lâu chứ, đầu năm nó có về hai con mà nó không được đẹp như con này đâu. Lên này anh kia anh lấy hết, con này là dây nguồn zin luôn, vít chân tròn ha, hàng châu Âu là chân tròn. Ở đây nó có cái nút, nút này là nút nút an toàn á, em mà không nhấn nút đó em bóp công tắc không được ha, phải nhấn cái nút này vô bóp công tắc mới được. Nếu anh em nhấn cái nút này vô, anh em bớt công tắc, anh em buông cái nút này ra, là anh em buông tắt ra là nó không không nhảy ra nè, nó gài chết. Anh em nhấn thêm cái nữa nó mới buông ra ha. Dòng này là siêu bền, mà cực kỳ êm lạnh lùng, nó rất là bền ha, nhông của nó bền cực kỳ. Than nó là xài than lớn, xài than lớn cho nên là nó chạy rất là mát và nó mạnh. LK604 ha, anh em có thể tra giá trên mạng, 399 euro, ghê hùng, hiệu flat ha, made in Germany nha nè. Em nhắc lại là cốt này cốt 12.5 ha, em có thể xài đá tấc 2, tấc rưỡi, tấc 8 thì được, tại vì tấc 2, tấc rưỡi, tấc 8 cái lỗ nó giống nhau. Rồi, con này mã 19, con này để anh em 1,5 triệu. Rưỡi là em bán bằng giá với hai con mà đầu năm em bán, mà hai con đầu năm có một con giá 1,6 triệu, con 1,5 triệu, mà con 1,6 triệu chưa đẹp bằng con này đâu. Này đẹp hơn hai con rồi em lấy về rất nhiều đó, nó mới lạnh lùng. Đây là cái nút gài để mở đá, dây nguồn zin luôn ha, bán 1,5 triệu. Rồi tiếp theo bán con này đi, nút gài bán bào trắng quá, bán kiếm con kiếm được 50.000 mà nó chậm, nó mọc hôm nay chán thiệt. Đây là con bào Makita huyền thoại ha, bào này là hàng không phải huyền thoại mà nó là hàng hàng quốc dân, hình như ai là mọc cũng có con này, nhưng mà mới thì mấy loại bào này rất mắc, mấy dòng mà máy làm mọc này của Makita giá cực kỳ cao ha. Này em tặng kèm cho anh em một bộ lưỡi này luôn ha, không lấy lưỡi anh sẽ từ tiền ra. Đây là con bào 1900B ha, điện 100 V, hàng nội địa Nhật, lưỡi 82, lưỡi thông dụng với thị trường ha, 480 W, 15.000 vòng, ốc vít còn 7 màu nữa không, máy khá đẹp. Lưỡi này hơi nhăm nhăm tí nha nè, về anh em mài lại ha, hơi nó hơi nhăm 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 á, giống như nó bào trứng gỗ cứng á, cái lưỡi nó không còn bén.
lưỡi 82 lưỡi thông dụng ha. Tìm ru bà ru ha. Đây, con này để anh em 650 thôi, luôn lưỡi ha. Luôn lưỡi luôn. Có bán kèm cho cặp lưỡi cho anh em về có gì anh em thay đi. Còn lưỡi bào anh em nào sợ nhiều kia nhiều anh em không biết mài. 650. Con này mã 19 mã 20. 20 650 thôi. Rồi tiếp theo đây rất là hiếm khi mà về được một con hút thổi bụi mà nó còn đầy đủ đồ, còn ống hút nè, ống thổi chứ túi bụi nè, tức là nếu mà anh em xài hút á, thì anh em gắn như vậy là ở đây nó hút vô nè, đây thổi ra thì bụi nó sẽ nằm trong túi đó, còn nếu mà anh em thổi á, thì gắn cái ống này qua bên đây nó giống nhau nè, cái hai bên này nó vừa nó giống nhau ha, gắn qua bên đây được ha, anh bỏ cái túi ra gắn cái ống này qua bên đây để anh em thổi, còn nếu hút thì gắn như vậy ha. Đây là con hút thổi bụi Boss GBL 800E ha, con này made in Ấn Độ, con này là hàng Đức xuất Ấn Độ nha, này Boss là của Đức ha, xuất của Ấn Độ, made in Iden này, điện 100V à, không, lộn, nhầm nha anh em, nhầm, sorry anh em ha. Đây là hàng Đức sản xuất tại Ấn Độ xuất Nhật ha. Đức mà sản xuất tại Ấn Độ xuất Nhật. Dây nguồn zin theo máy luôn ha, dây nguồn này được 5 mét. Điện 100V ha, 800W. À, điều tốc từ 0 đến 16.000 vòng. Lưu lượng gió của nó là 4.5 mét khối trên 1 phút. Made in Ấn Độ ha. Hàng Đức sản xuất tại Ấn Độ xuất Nhật nha này. Điều tốc đây ha. Điều tốc đây. Rồi. Em thổi lên em gỡ cái này ra nha. Thổi là gỡ cái này ra gắn qua bên đây ha. Đó, gắn qua bên đây. Rồi. Hiếm con nào về mà có cái túi này lắm anh. Hiếm. Đó, túi của Boss luôn ha. Đây. Con này để anh em 750 mà 21 hả, 21 750 à, con này có điều tốc ha, nó có gài chết công tắc nè, em bấm vô em bấm cái này qua là nó gài chết tắt lại ha, đó, gài chết tắt lại, made in Ấn Độ 750 mã 21. Con này chắc bể gạch chắc tầm 3 lần, con này trước Tết em thanh lý rồi giá cực kỳ mềm luôn rồi mà còn bị gửi gạch. Đây là con cưa gỗ không than ha,
Con này giá mà trước cách đây chắc 2 năm giá tầm 1,7 triệu, giờ nó rẻ rồi. Con này là động cơ e motor không chổi than ha. Lưỡi là lưỡi 165. Lưỡi 165 nha anh em, 165 mm á. Lưỡi này là chưa qua sử dụng luôn ha. Lưỡi này của Nhật chưa qua sử dụng luôn. 52 răng. Dày 2 ly ha. Chưa qua sử dụng. Để antimon chống cong bên ha, có nghiêng 45 độ một bên. Con này là không than. Rất nhỏ gọn ha. Thì nguồn zin theo máy được 4 5 mét gì đó. Đây nó có đèn led đây ha. Nó có bàn phím nha anh em. Bàn led nằm đây nè. Bên đây là chế độ chống ồn, tức là nó có hai chế độ, một chế độ chạy trong nhà, chế độ chạy ngoài trời ha. Đây là con cưa gỗ C6 MEI ha. Lưỡi là lưỡi 165 nè, điện 100V 1050W, 4100 vòng. Cắt sâu 66 mm nha anh em. Cần được 7 phân á. Máy Inchina ha, dòng không than này là máy Inchina hết. Nó nhỏ gọn ha, nhưng mà nó có IC trợ lực này, cho nên nó mạnh. IC trợ lực là lúc mà anh em tải, anh em mà tải nhẹ thì nó cắp lực nhẹ, tải mạnh thì nó cắp lực mạnh ha. Con này đẹp, rất đẹp nha, chỉ có cái tay này nó hơi bị chày đây chút thôi. Đó. Nó có khởi động mềm luôn. Này là chế độ chạy chạy trong nhà nè, bấm cái nút mà có cái lo này nè, bấm nó tắt cái đèn, đó là chế độ chạy ngoài trời ha. Nó mạnh hơn mà nó nhanh hơn nha anh em. Đây nút này đèn led nè, led siêu sáng luôn ha nè, led siêu sáng ha. Ba đèn led siêu sáng luôn ha. Để timon ha, để bóng lưỡng luôn. Con này cực kỳ đẹp, chỉ có cái tay này nó bị chạy thôi nè. Đó, tay này nó bị cóc miếng cao su thôi, còn còn lại là hoạt động hoàn hảo hết. Con này em bán cho xả xui đi. Nó đi mã 22 giá 1 triệu thôi nè. 22 giá 1 triệu thôi nha. Mấy con máy mà bị bể gạch cái nó mất duyên rồi nè. Nó mất duyên đó. Anh em bán đồ bãi này mà trước khi bán đồ bãi là em cũng không tin đâu, mà bán đồ bãi xong rồi tự nhiên tin, nó mất duyên rồi bán hoài bán được. Thì chứ bây giờ mà em bán con này rồi về con khác bán 1,2 triệu, 1,3 triệu mới đi tốt, cái con nào mất duyên rồi khó đi kỳ cục. Đó 1 triệu ha. Đây xà, em về được con cắt bê tông. Con này lưỡi từ 180 đến 205 ha. Lưỡi này là lưỡi zin theo máy luôn ha, lưỡi cắt bê tông. Con này cũng cực kỳ đẹp nha anh em. Vỏ nhôm. Đây cái đế này của nó nè. Đế này chưa có xét luôn là em biết nó ít xài cỡ nào. À, đế còn cắn sát luôn ha. Đây nó có đường ống vô nè. Nó có khóa nè. À, có khóa nè. Khóa lại là mở ra nè. Ống vô đây ha. Nó có hai cái đường ống hai bên lưỡi, ống bên đây với ống bên đây ha. Thì cái đường ống này sẽ có lỗ nè, có lỗ nước vô đây nó sẽ chảy nước hai bên của cái lưỡi. Đấy. Em thấy nước sơn zin nguyên bản ha, xanh lét, nó về nguồn bự chà vá lửa luôn. Dây này chắc được 5,5 m. Tay cặp đầy đủ ha. Đây lưỡi của nó 205 mà cắt bê tông Hitachi ha, CM8, điện 100V ha, 1150W, 4500 vòng, quá nhanh ta, 4500 vòng, rất nhanh ha. Rồi cái thế của nó là cần gì anh em ha. Rồi tăng đưa lưỡi là cái này, tăng đưa lưỡi này ha, mở ra anh em, tăng đưa lưỡi lên xuống ha. Cái thằng này là thằng làm vệ sinh lưỡi ha.
À, cái thằng này không phải nằm đây, nó nằm vô đây nè mới đúng. Nó nằm vô đây nè anh em, để nâng cái này xuống chút. Nó nằm trong này mới đúng, phải không? Đúng rồi, anh nằm trong này. Nó là vệ sinh lưỡi hả? Lưỡi zin theo máy luôn nha, lưỡi từ 180 đến 205. Sợi dây nguồn nó mới chát luôn, chữ Hitachi nè, dây nguồn chữ nghĩa trên dây còn cả đống. Sợi dây này không bán được 150. Công tắc này có nút gài chết lại nha nè, có nút gài chết công tắc lại ha. À, cắt bê tông Hitachi, máy to chà bá luôn. Con này mã 23, 23 con này để anh em 950. Rồi, tiếp theo con này là con ghép mỏng bánh quy ha, máy này là Lamello của Gạt Mini ha, con này là của Đức, thông số nó nằm dưới này nha, nằm dưới này nè. Nãy giờ đọc không được đúng chứ. Giờ đọc không được luôn chứ. Máy in Gạt Mini ha. Con này con này hàng hàng bãi Mỹ, Đức xuất Mỹ, máy in Gạt Mini, điện 120V, công suất là 710W, máy in Gạt Mini ha. Đây là thằng ghép mỏng bánh quy nha nè. Lưỡi nó lòi ra đây để anh em tạo cái mỏng ghép hai miếng gỗ lại. Đây nó có một cái cử nữa, cái cử này nó xài cái lỗ cái cây này nè, để anh em đẩy cái lưỡi lên á, cho cái lưỡi nó ra bao nhiêu anh em. À, đây còn có một cử nữa, mở cái này ra đó, này nó nghiêng được 90 độ luôn đó, nghiêng vậy luôn nè, 90 độ luôn ha. Con máy này thì cũng rất là đẹp, lưỡi zin theo máy luôn ha. Lưỡi zin theo máy, lưỡi rất là dày, lưỡi dày 4 ly á, lưỡi zin nó mới dày. Rồi test máy ha, máy khá đẹp nha anh em. Con này để anh em 950 thôi, giá bao mềm. Ghép mỏng bánh quy này giá mới nó mắc lắm nha nè, mã 24, 950. Ghép mỏng bánh quy để làm gì anh em biết không? Hai miếng gỗ vậy nè, hai miếng gỗ mà người ta muốn ghép lại á, người ta sẽ tạo cái mỏng, nó có cái rãnh đây, bên đây có cái rãnh nữa,
để ta ghép hai miếng gỗ lại ha, gọi là ghép mỏng bánh quy. Chín trăm rưỡi ha. Đây đem còn bộ này nữa, có bộ này nhưng còn này, bộ này có hai pin là mà không quên. Đây là con bụt kẽm ha, bụt tay dê á nè, bụt kẽm của mắt ha, máy in giơ băng nha nè, đó RB519 ha, này dành cho anh em nào làm xây dựng ha. Đây nó có hai nút, nút này là nút công tắc mở nguồn nè, à, mở nguồn là cháy đèn ha. Còn cái này nè, cái này là để chỉnh cái số dòng mình buộc đây nè, đó em chưa rành ha. Đây là kẽm này, mình xài hết kẽm mình chỉ cần quấn kẽm vô thôi, lấy cái mở cái này ra, đây đây nó có nút mở nè, mở này ra là lấy cái rulo ra ngoài ha, anh em quấn kẽm vô. Thằng này là thằng để chạy kẽm lên, em buộc cho anh em coi, buộc là để như vậy. Vậy chứ hả, vào đây quấn cái nữa là cứ ngắt nè. Hết pin. Ok. Đó. Ngoài nó phải lúc anh em nhả cò nó phải nhả phải buộc hết rồi mới nhả cò này. Chứ thôi là nó bị trễ cái chu kỳ của nó. À, nó buộc ra dây nữa ha. Cục bên này hết rồi. Bên này chưa sạc, đóng mới rồi mà em chưa sạc, có báo pin luôn ha. Đó, bên này còn đầy nè, buộc cái cứng ngắt rồi ha. Đó, rồi buộc kẽm ha, con này còn rất là mới nha nè, cực kỳ mới luôn. À, con này lúc trước nó mắc lạnh lùng luôn, giờ là nó rẻ rồi. Đây là vỏ pin zin ha, hai cục này là vỏ pin zin hết. Đó, nhưng mà pin thì em đã đóng mới rồi, xài sạc adapter 22 ha, tự động ngắt đi đầy. Rồi bộ này dành cho anh em xây dựng ha, tại em xài em chưa quen tay, với lại em phải để cái tay vô, còn nếu mà mình có cái dĩ sẵn thì mình buộc nó rất là lẹ nè. Bộ này mã mấy ta, 25 ha, để anh em 3.3, này có hai pin luôn ha, hai pin này với sạc không là gần 1.000.000 rồi. Nên là thân máy này còn có 2.3 trước, thân máy này là 3.000.000 thân máy này, lúc mà đầu pin đang hot dọ xuống, giờ bán cả bộ luôn bằng thân máy trước 3.3 ha. Con này cũng rất là đẹp nha, bao đẹp. Tắt công tắc à, em biết sao nó hết pin rồi, em quên lúc trước em lên clip rồi em quên tắt cái công tắc này.
pin này pin 4 chấm ha, pin này đóng mới sạc adapter 22. Đây tiếp theo đây là con rung từ dép sông ha, đây là dòng rung từ mà phải nói là hàng quốc dân, nó rất là bền, siêu bền luôn ha. Ba con có than mới bằng con không than ha, mới bằng con rung từ này, ba con có than mới bằng con rung từ này. Mà nó nặng, nó nặng cho nên là anh em mà họ con này chắc cầu 4 ký mấy á, nó nặng cho nên là anh em rung á, anh em không cần đè, ít đè thôi. Con này là con dép sông ha, con này điện 110 nhưng mà em đã đấu lên 22 rồi anh em, những con rung từ là mình đấu lên 22 được hết ha. À, em đấu lên 22 rồi. 210W 3200 vòng 210W ha. Cái này đế của nó được 11. Ô, đế 10 phân 10-20 10-21 đế được 10 phân ha. Rung này em lên 22 rồi ha. Lên 22 rồi. Điện 22 nha anh em. Rung này là siêu siêu mạnh luôn. Nó đã chạy rồi là nó rất là mạnh. Đã đấu lên 22 ha. Ngoại hình thì tương đối ha. Ngoại hình tương đối. Đặc biệt là quan trọng nhất của nó là cái chân rung này, chân rung này còn zin ha, chân rung có thai nha anh em, mà quan trọng là chân zin nó bền lắm. Rồi con này mã 26, 26 con này để anh em 850, 850 ha. Rồi tới đồ lớn. Đây là con cua trượt ha, dành cho anh em thợ mộc. Đây là cái dây Kuro xây cua. Đây là con cua trượt Hitachi C10FS. Con này là lưỡi của nó là lưỡi 255mm ha. Đây. Lưỡi này lưỡi 260 luôn. Từ 255 tới 260 ha. Lưỡi 260 100 găng, dày 2.4 ha. Còn lưỡi Hitachi nhưng mà con này xài lưỡi Makita nè. Xài lưỡi Makita ha. À, thông số kỹ thuật là nó cho cắt được 88 phân rưỡi, đó là thông số kỹ thuật ha. Rồi em coi coi nha, coi coi cắt tối đa nó được bao nhiêu. Tối đa được 10 phân luôn á nè, nhưng mà thông số kỹ thuật nó cho cắt tới 8 phân rưỡi ha. Còn khi mà cắt nghiêng 45 độ á, tức là anh em để cái máy nghiêng á, thì nó cắt được 5 phân rưỡi thôi. Con này em có hai con rồi. Con này thì nó có dây nguồn là dây Kuro Seikua ha, có túi bụi. Còn con còn lại của em thì nó không có dây Seikua, nó chỉ có túi bụi nhưng mà nó có kẹp phôi. Đó, hai con bằng giá nhau thôi, 4,5 triệu. Con này thì nó nghiêng 45 độ hai bên, xoay 45 độ bên trái ha, 55 độ bên phải. Tức là nó xoay qua bên đây là được 45 độ, xoay qua bên đây được 55 độ ha. Rồi. Đó, nó anh em xoay thì anh em mở cái tay ra ha. Mở tay ra xoay thôi. Nha. Xây tới độ nó sẽ nhảy nè, nghe tiếng bi nè. Đó, tiếng bi nó nhảy là tới độ nó sẽ nhảy ha. Đó, 0 độ, 15 độ, 30 độ, 45 độ nó sẽ nhảy. Còn nghiêng á. Ây da. Đây nó có cái tay sắt nha anh em. Tay sắt đây ha. Túi bụi zin theo máy luôn ha. Nghiêng á thì anh em mở cái tay ra nha. Mở. Răng này răng ngược nha nè, mở theo chiều kim đồng hồ là nó dặn ra ha. Đây dặn ra nè, dặn ra anh em nghiêng nè.
Nghiêng 45 độ bên tay trái ha. Còn khi anh em mà nghiêng 45 độ bên tay phải á, anh em phải kéo cái này. Đây nó có cái nút nè. Kéo ra kéo vô nè ha. Anh em mà để vậy á, thì cái thằng này là nó chịu vô đây thì tới 0 độ nó sẽ đứng lại à. Còn nếu anh em muốn nghiêng luôn á thì kéo này ra. Kéo này ra nghiêng. Đây nè, em giờ em không kéo nè, tới đây nó sẽ đứng lại nè. Đó, bây giờ em kéo ra. Đó, nó sẽ nghiêng qua 45 độ bên đây ha. Đó giống như là cái chốt 0 độ vậy nè. Chốt nằm ngay chính giữa. Đó. Khóa lại nè. Dây nguồn zin theo máy, nguồn Hitachi bốn lưỡng luôn ha. Con này hành trình trượt của nó được 32 cm. Em muốn trượt thì mở này ra ha. Trượt rất nhẹ nhàng thôi. Cái này là em không không vô nhớt, chưa vô nhớt ha. Em về mà muốn bảo dưỡng cái ti này thì anh em vô nhớt đó, vô nhớt cứ đổ nhớt đại lên đây rồi anh em đẩy là nó chảy vào trong thôi. Đấy, trượt rất nhẹ nhàng thôi. À, khóa trượt lại nè, đè xuống thì cái bảo vệ tự động nó bật lên ha. Đây nó còn một cái nữa. Đây là cái móc này nè, đó là cái cử để mà anh em cho lưỡi nó xuống bao nhiêu á, tức là mình muốn cho chừa lại gỗ á, cái lưỡi nó tới đây thôi á, chừa lại khoảng 1 phân 2 phân để các anh cắt mộng á, anh em chỉnh con ốc này. À, chỉnh ốc này khi nó đè xuống nè. À, nếu mà anh em chỉnh ốc xuống thì tới đây nó đứng lại nè. Anh em muốn nó đứng lại bao nhiêu á thì cho nó đứng lại. Đây là cái mà để anh em gài cổ nè, anh em đè xuống nè, kéo này ra xoay nè. Đó, nó gài lại nè. Test máy đi. Con này cũng khá đẹp nha anh em. Rất đẹp ha. Điện 100V. Quên, giới thiệu thông số. Thông số nó nằm bên đây. Con này là con cưa trượt Hitachi á, C10FS. Lưỡi 255 mm ha. Điện 100V, hàng nội địa Nhật, 1.400W, 3.800 vòng, 3.800 vòng. Đây là dây cua si cua ha. À, còn dây nó còn bóng lưỡng. Con này có khởi động mềm ha, IC trợ lực, có thắng từ luôn. Khởi động mềm nó lên từ từ anh em, khởi động mềm nó lên từ từ, IC trợ lực nó có cục IC đấy. Hoạt động hoàn hảo, em vô và dù đây chồng con gì, cái dòng dây Curo này có nhiều người ta bán 5-7 xị vẫn bình thường nha, mà dây rất là bền ấy. Đó giờ em chưa gặp con nào mà nó bị hư dây Curo. Dây này rất là độc nha, nó mềm như thun nhưng mà nó lại không không chảy, nó lại không 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 chảy vô nhiệt. Rồi. Hành trình trượt của nó được 32 cm ha. Con này mã mấy rồi ta? Mã 27. 27, con này giá 4 triệu rưỡi nha nè. À, 4 triệu rưỡi là giờ đồ mộc xuống thì giá nó xuống rồi đó. Con này trước là em bán 5 triệu rưỡi không. Mà không được đẹp như con này. Con này bao đẹp à. 27 4 triệu rưỡi. Rồi con cuối cùng. Ai ạ.
Đây là con cắt sắt Hitachi ha. Con này là đá 405. Con này là cắt sắt Hitachi CC 16 ha. CC 16, đá nó đá 405 nha này, đá 4 tấc á. Thì cái đá 405 này anh em nói nó không có, thực chất là nó hãng nào nó cũng có làm nha này. Chỗ em cũng có bán nhưng mà anh em chỉ cần dặn cửa hàng nó lấy về là nó lấy. Tại vì cái hàng nó ít người xài cho nên nó không lấy về. Thực chất là hãng tất cả hãng đá luôn đều có làm đá 405 hết. Mà cửa hàng nó không lấy về thôi. Thì cái đá 405 nó sẽ lợi hơn đá 355 rất là nhiều nha anh em. Cái khoảng từ 355 ra 405 nó có nhiều đây thôi. Nhưng mà cái dòng lớn nó cắt rất là nhanh và nó lợi đá 1 viên rưỡi 355. Nó gần 2 viên 355 á nó mới bằng 1 viên 405 nha anh em. Con này dòng những dòng cắt Hitachi này nè, là CC 12 này, CC 14 và CC 16 này. Là những dòng mà nó cứng cáp nhất trong tất cả các dòng cắt sắt ha. Cái cạc te này anh em lấy búa đập là nó không cong luôn á, nó không ẩn luôn. Cái bàn này cũng vậy, rất là cứng ha. Có điều con này nó hơi chạy chụa chút. Đây mở cái này lên nè. Đó. Cái bàn nó hơi xét chút thôi. Bàn này nhưng mà vẫn cứng cáp nha, vẫn nghiêm chỉnh đàng hoàng không cong bên ha. Nhìn nó hầm hố. Đây là con CC 16 ha, đá 405, điện 100V ha. 1500W, 3100 vòng. Cái đá lớn thì tốc nó sẽ chậm nha nè. Đó. Con này thì nó chạy siêu mạnh. Do chưa có kẹp đá hang lông đền nó còn lắc nha nè, nó còn tắt, nó còn hai cái tiếng là cặp, đó là do lông đền nó mình chưa kẹp đá, chạy không một miếng lửa luôn ha. Con này nó nặng 26-27 kg gì đó. Rất là nặng. Con này giờ nó xuống giá rồi đó, chứ con này là lấy tại bãi không là 1,8-2 triệu một con, giờ nó xuống giá chắc 4 tấc. Con này thường mấy anh bắt ở ngoài đó, người ta về người ta gắn đá 4 tấc vô, người ta cắt inox cho nó lẹ, còn đá nhỏ cắt nó lì, hoặc là anh em cắt sắt thôi, cắt sắt thì bao ngon rồi. Rồi con này mã 28 ha. 28 con này để anh em 1,4 triệu thôi, bao mềm luôn, 1,4 triệu, giá như ve chai, 20 mấy, gần 30 kg. 28 à, 1,4 triệu. Thì con này là cái đợt mà em lấy hàng thanh lý của cái anh kia, anh thanh lý cả chục con cắt sắt, trong đó có con này nha. Thì mấy con đá nhỏ là em bán hết rồi, em để lại cho mấy thằng em bán hết, còn con này tới nay em mới lôi nó ra em bán, đá 4 tấc. Rồi hết clip trước thì clip trước em lên là bán hết chỉ còn một con khoan bàn đó thôi. Anh nào quan tâm thì xem lại clip trước giùm em ha. Còn clip này anh nào mà quan tâm con nào thì chụp màn hình con đó ha, gửi tin nhắn bên Zalo cho em hoặc là gọi điện trực tiếp cho em ha. Số điện thoại chỉ có một thôi, 0397 146414. Chào anh em, hẹn anh em lại clip sau ha.